Hello mọi người, hello mọi người, vô em xem chị coi có tiếng không, để mất công hồi nói mà nó có tiếng hai bên luôn. Anh bay mất tiếng hả? Em lấy lại cái mic kia. Cái hộp này là hộp mình ra không? Hello mọi người, nghe cho em. Ok chưa? Mít. Yeah, anh bay. Mình bay nghèo. Im nè. Chào mọi người nha. Thì chủ đề hôm nay của mình sẽ là một cái nội dung mà rất là thiết thực. Rất là thiết thực luôn mà hầu như là mình nhận được khá là nhiều khoảng thời gian gần đây. Đó chính là việc mà chúng ta muốn đặt may một cái mẫu riêng, nhưng mà khi mình gửi mẫu cho nhà may thì mấy hôm sau lại bị rò rỉ thông tin và hình ảnh của mình. Tức là khi mà chúng ta kinh doanh á, mình luôn mong muốn là mình sẽ có một cái gì đó nó riêng biệt về mặt sản phẩm để mình tạo nên điểm nhấn cho cái cửa hàng của mình, đúng không? Tại vì nếu như bán hàng mà cái sự trùng lặp nó lặp lại nhiều quá thì nó sẽ có một cái sức cạnh tranh khá là cao và không phải là mình sẽ luôn luôn là người được lựa chọn. Nên là trong cái việc mà mình kinh doanh đó, mình luôn luôn phải tạo nên một cái điểm nhấn, một cái sự khác biệt để khi người ta mà có nhu cầu thì người ta nhắm vào cái mục tiêu đó, người ta lựa chọn. Ví dụ người ta có nhu cầu về một cái sản phẩm, một cái hình ảnh như thế nào đó thì người ta sẽ tìm kiếm, và khi người ta tìm kiếm thì cái sản phẩm của mình nó đáp ứng hoàn toàn được cái nhu cầu của người ta, nhưng mà nó chỉ là tức là chỉ có một mình cửa hàng của mình cung cấp cái mặt hàng đó, thì từ cái điểm nhấn đó mình cũng mới có thể hút khách hàng được. Chứ nếu như mà mình kiểu làm giống tất cả những cái người bán hàng khác và nó có một cái sự đại trà nhiều quá thì đôi khi cái sức cạnh tranh mình sẽ không bằng. Nên luôn luôn bên cạnh những cái mà nó theo thị trường thì mình vẫn phải có những cái điểm nhấn riêng, vẫn phải có những cái sản phẩm gọi là sản phẩm đinh á, sản phẩm đinh để tạo ra sự khác biệt cho cửa hàng của mình. Mà cái việc mà chúng ta đặt hàng, tại vì hiện tại bây giờ cũng không hẳn là khi mà ra kinh doanh thì các bạn sẽ là người trực tiếp sản xuất và các bạn có cái khả năng làm chủ được cái việc sản xuất. Đôi khi các bạn phải qua trung gian của một nhà sản xuất khác, mà cái việc tạo nên một cái sản phẩm nó khác biệt bằng cách tạo nên một cái sản phẩm nó khác biệt mà mình đưa cho cái nhà sản xuất khác á, thì cái việc mà bị lộ thông tin đó nó cũng rất là dễ xảy ra. Để mai nên một cái sản phẩm á, thì nó sẽ trải qua rất là nhiều công đoạn, như trước đây mình từng chia sẻ đó, là nó phải có bản thiết kế, có hình ảnh. Thì bước đầu tiên là bạn phải đưa cái bản thiết kế và hình ảnh thông số cho cái nhà sản xuất, mà ngay cả khi bạn chưa nhận được cái sản phẩm mẫu, cũng chưa nhận được cái hàng, nhưng lại bị rò rỉ thông tin, bị rò rỉ hình ảnh, và một cái cửa hàng khác người ta có hình ảnh đó để người ta chào bán, hay là người ta demo, làm những cái bản demo cho sản phẩm đó, thì tức là cái việc mà cái doanh số của cái sản phẩm này khi mà bạn làm ra, cái việc mà nó có trở thành cái sản phẩm đinh hay không, nó có bán chạy hay không á, nó sẽ không khả quan nữa, và nó sẽ tụt đi rất là nhiều cái phần trăm mà có thể nó trở thành một cái sản phẩm đinh. Tại vì nó bây giờ nó đâu phải là khác biệt liên quan nữa đâu, mà nó cũng có một người khác thực hiện nó, làm nó, thì nó có một cái sự trùng lập rồi. Khi mà kinh doanh á, cái việc đầu tiên mà chúng ta phải làm được á, mình nghĩ nó rất là khó khăn, đó chính là tạo nên sự khác biệt. Mà để tạo được sự khác biệt rồi thì
phải mất rất là nhiều thời gian và tâm huyết vào đó, nhưng mà khi mà có rồi thì lại không giữ được mà lại bị rò rỉ, bị mất đi á, thì chắc chắn mình sẽ không vui và mình sẽ cảm thấy rất là phiền. Đôi khi rất là cả một cái tâm huyết để làm ra, để gây dựng mà nó lại bị người khác lấy mất, hay là bị người khác làm lại, sao y lại, thì chắc chắn ai không ai mong muốn điều đó hết. Như là việc một bài hát cũng vậy đấy, các bạn thấy bây giờ có rất là nhiều hình thức đạo nhái đúng không, thì mặc dù là nó chỉ giống tương đồng bao nhiêu phần trăm đó thôi, nhưng mà nó khoảng 40-50% trở lên thì nó đã có những cái điểm giống nhau rồi. Và cái sự khác biệt á, thì luôn luôn phải nhiều khác biệt hẳn luôn thì mới tạo nên điểm nhấn được, chứ nó cứ giống giống, nó từ 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 thì nó cũng không thể tạo nên điểm nhấn. Để giải quyết cho cái vấn đề mà khi mà các bạn đặt mai mỏng mà bị rò rỉ thông tin hình ảnh á, thì đầu tiên là nói về cái trường hợp là giải quyết vấn đề khi nó đã xảy ra đi ha. Thì khi mà nó đã xảy ra rồi, mình nghĩ cái việc đầu tiên và duy nhất mà các bạn phải làm đó chính là ngưng ngay cái việc sản xuất cái sản phẩm đó. Tại vì khi mà bạn đưa mẫu mã cho cái nhà sản xuất á, mà bạn chắc chắn rằng là cái mẫu mã đó chỉ xuất phát từ việc bạn đưa cho họ và bạn không đưa cho những cái cá nhân khác, thì chắc chắn khi mà rò rỉ thì chỉ có cái nguồn đó làm lộ thôi, chứ không có ai khác hết. Mà nếu như người ta đã làm lộ cái thông tin của bạn rồi thì chắc chắn người ta sẽ sản xuất cho một cái nhà khác nữa, sản xuất cho một cái doanh nghiệp khác nữa, chứ không sản xuất riêng cho bạn. Vì thế á, cái khả năng mà bạn kinh doanh cái mặt hàng đó nó không còn cao nữa, nó không còn khả quan nữa, nên là ngưng ngay cái việc sản xuất nó đi. Đó, thì đó là cái cách giải quyết duy nhất và đầu tiên mình phải làm khi gặp phải vấn đề này. Còn có những cái trường hợp mình cũng phải suy xét lại, tức là mình phải xác định được cái nguồn gốc xuất phát của cái sản phẩm đó. Ví dụ như cái sản phẩm đó, cái thiết kế đó nó không hẳn là do mình vẽ nên, do mình thiết kế nên, mà nó từ cái nhà thiết kế mình thuê, hoặc là nó từ một cái ID mẫu mã nào đó mà mình lấy về xong rồi mình thêm thắt hoặc là mình lược bỏ đi để tạo nên một cái sản phẩm riêng của mình, nó khác biệt đi một xíu, thì như mình nói đó là nó khác biệt trên 50% thì nó sẽ có một cái sự lột xác hoàn toàn luôn, và nó không hẳn là đạo nhái. Thì đôi khi mình mượn ý tưởng bằng cách mình thấy một cái mẫu mã đó ở trên mạng nó đẹp, có thể mình lấy nó về mình dùng form dáng của nó, nhưng mà mình thiết kế hình ảnh và thiết kế chi tiết nó khác, thì đó cũng là một cái hình thức, thì đó cũng là một cái hình thức mà mình có thể tạo nên một cái thiết kế. Thì các bạn cứ suy nghĩ thử xem là bây giờ nếu như mà bạn làm được điều đó thì chắc chắn người ta cũng sẽ làm được điều đó, nên không hẳn là người ta lấy hình ảnh của bạn và lấy cái sản phẩm của bạn đâu. Nên là trước khi mà để giải quyết cái vấn đề nếu như gặp phải tình trạng là bị rò rỉ thông tin hình ảnh á, thì các bạn phải xác định rõ cái nguồn gốc xuất phát của cái thiết kế đó, cái mẫu mã đó. Tức là nếu thuê nhà thiết kế thì nhà thiết kế này, bạn thiết kế cái sản phẩm này cho riêng tôi, cho riêng cái doanh nghiệp của tôi, hay là bạn thiết kế sản phẩm này cho một cái đơn vị khác nữa. Nó mình phải hiểu rõ vấn đề, mình phải xác định chính xác ha. Hoặc nếu như là nãy mình nói là các bạn tự tìm mẫu mã và các bạn dùng cái ý tưởng đó, thì các bạn cũng phải hiểu rõ điều là mình tìm kiếm được cái hình ảnh đó trên những cái nền tảng khác thì những người khác họ cũng sẽ tìm được, và mình có thể mượn cái ý tưởng đó để mình tạo nên cái ID của mình thì người ta cũng sẽ cũng làm như vậy được, chứ nó không hẳn là không. Nên là đôi khi cái sự khác biệt nó quá ít thì các bạn sẽ nghĩ là họ lấy của mình, họ đạo nhái của mình, nhưng mà thật sự không phải đó. Thì đầu tiên chắc chắn là mình phải xác định được cái nguồn gốc xuất phát của cái mẫu, thì mình mới hiểu rõ được cái vấn đề là nó có khả năng tuồn từ đâu, nó có khả năng rò rỉ từ đâu. Còn nếu như mà nó lược bỏ những cái kia, nó hoàn toàn xử lý được hết, thì chắc chắn khả năng duy nhất và lớn nhất là rò rỉ từ nhà sản xuất. Và nếu như đã rò rỉ từ nhà sản xuất rồi thì bạn nên ngưng ngay cái việc sản xuất nó lại. Khi mà họ, ví dụ như có lỡ hợp đồng đặt cọc như thế nào đó, thì bạn cũng thể nói với họ là thông tin đã bị rò rỉ rồi, đưa ra dẫn chứng cho họ thấy thì bạn sẽ ngưng sản xuất, hoặc là bạn sẽ rút cái sản phẩm, cái thiết kế đó về luôn.
Tại vì khi mà mình sản xuất ra nó không khả thi nữa thì mình sản xuất làm gì nữa, đúng không? Nhưng mà để không phải tiến tới cái bước là mình phải giải quyết cái tình huống này thì đầu tiên là mình nên ngăn chặn nó, mình nên ngăn chặn nó và phòng tránh nó, đúng không? Thì bây giờ thay vì phải giải quyết nó, phải phòng tránh, phải khắc phục nó, thì bạn nên phòng tránh trước để nó không xảy ra những cái trường hợp tương tự, để nó không phải gây khó khăn cho mình. Mà giải quyết thì mà phòng tránh thì phòng tránh bằng cách nào? Theo kinh nghiệm của mình á, thì cái việc mà các bạn phòng tránh cái tình trạng này xảy ra, nó chỉ có một cái duy nhất và hiệu quả nhất, đó chính là mình nên hợp đồng với đơn vị sản xuất. Không hẳn nếu như trong trường hợp mình trực tiếp sản xuất, nó vẫn có thể rò rỉ thông tin nha. Tại vì á, khi mà mình trực tiếp sản xuất, có thể là mình bao toàn hết tất cả không, nhưng mà chắc chắn cái doanh nghiệp của mình trực tiếp làm ra cái sản phẩm đó, nhưng mà chắc chắn một điều rằng mình không phải là người đứng trực tiếp làm ra cái sản phẩm đó, và mình không phải là người đứng thực hiện hết tất cả các khâu để tạo nên cái sản phẩm, mà nó sẽ có những cái nhân sự riêng biệt ở từng khâu cho cái việc tạo nên cái sản phẩm đó. Thì ngay cả những người nhân sự đó, họ vẫn có khả năng là làm lộ thông tin, chứ không phải nói là mình trực tiếp sản xuất thì sẽ không có đâu nha. Nên là trước khi mà tiến hành vào cái việc sản xuất á, hay là sử dụng nhân sự á, thì các bạn phải làm hợp đồng và phải đưa ra những điều khoản, những cái cam kết. Còn đối với việc mà các bạn đặt mai từ một cái nguồn, từ một cái nhà sản xuất khác á, thì khi mà đặt mai cái sản phẩm, bạn cũng sẽ phải làm hợp đồng, và trên cái hợp đồng đó nó ghi rõ ràng những cái điều khoản cần phải thực hiện giữa hai bên, và cái nghĩa vụ của cái bên sản xuất là họ phải đảm bảo bảo mật cho bạn về thông tin, hình ảnh, thông số, rập sai các thứ để có thể tạo ra cái sản phẩm đó. Và khi tạo ra cái sản phẩm đó thì trong vòng cái thời gian bao lâu kể từ khi họ giao hàng cho bạn, họ giao sản phẩm cho bạn, thì họ mới được quyền sử dụng cái sản phẩm đó để marketing, để chào mời khách hàng khác đó. Thì bạn phải đưa ra một khoảng thời gian nhất định, hoặc là đưa ra những cái yêu cầu như thế, rõ ràng ghi giấy trắng mực đen ở trên hợp đồng, xong rồi ký kết, để người ta có cái trách nhiệm, và người ta có gọi là một cái nỗi, một cái gì đó để người ta sợ. Thí dụ như không thực hiện đúng như hợp đồng, không làm sai một cái điều khoản nào đó thì phải đền bù. Cái đền bù đó thứ nhất khiến cho người ta sợ, khiến cho người ta ý thức được việc là người ta phải thực hiện đúng cái nghĩa vụ của mình, và cái đền bù đó cũng là một cái đền bù thiệt hại cho bạn nếu như trường hợp đó nó có xảy ra. Tại vì bây giờ cái cách duy nhất mà mình nghĩ á, nó khả quan nhất là các bạn phải phòng tránh trước, chứ mà đợi nó tới chân mới chạy á, đợi nó tới chân mới, tức là nó xảy ra vấn đề đó rồi mới giải quyết á, thì nó lại không hợp lý. Nó lại có đôi khi mình vẫn có thể giải quyết được, nhưng mà khi mà mình giải quyết á, nó cũng sẽ không triệt để, và nó cũng sẽ không đưa ra những cái phương án hoàn hảo, hoặc là cái kết nó cũng không được tốt, không được đảm bảo cho lắm. Nếu như mà một cái sản phẩm, một cái thiết kế bạn đã rất là tâm huyết để tạo ra nó, mà bây giờ đùng cái nó gặp sự cố như vậy, kêu bạn là ngưng sản xuất, bỏ luôn cái sản phẩm đó, bỏ luôn cái mẫu mã đó, thì chắc chắn bạn sẽ cảm thấy rất là tiếc và rất là khó chịu, đúng không? Đâu ai mà muốn vứt cái công sức của mình vào thùng rác đâu, đúng không? Nên là để tránh những cái trường hợp đó xảy ra thì đầu tiên hãy phòng hờ nó trước đã, phòng tránh nó trước đã, chứ để nó tới rồi mới giải quyết đó, cho nên nó xảy ra rồi mới giải quyết đó, thì nó sẽ kéo theo những cái hệ lụy khác, nó sẽ gặp những cái ảnh hưởng khác nữa. Ở đây khi mà sản phẩm của mình nhận mai thì mình cũng luôn luôn là cam kết với khách hàng là sẽ không làm lộ thông tin của họ. Nhưng đối với những cái sản phẩm nó không phải là những cái bản thiết kế có nguồn gốc, có gọi là có cái xác nhận bản quyền, không có cái xác nhận bản quyền á, thì hiển nhiên là mình đâu có thể nào tự nhiên đảm bảo với khách
là nó không rời rí được, tại vì nó đâu xuất phát từ mình, và mình cũng đâu có cái gì đảm bảo được rằng là khách hàng của mình biết mà người khác không biết đâu, đúng không? Nên là tùy vào những trường hợp khác nhau mình sẽ nói, trò chuyện với khách, nói chuyện với khách một cái cách khác. Và trong trường hợp nếu như mà khách có đủ cái khả năng để tạo nên một cái thiết kế và có một cái xác nhận bản quyền á, thì đương nhiên mình phải ký cam kết và đảm bảo quyền lợi của khách hàng. Mình sẽ ký cam kết trên hợp đồng cho khách là với những điều khoản là không làm rò rỉ thông tin. Còn trường hợp nếu như mà không có cung cấp được những cái chứng minh xác thực á, thì mình vẫn đảm bảo cho khách, nhưng mà cái chuyện mình đảm bảo là bằng cái tâm của mình thôi, mình làm hàng bằng cái tâm thôi, thì mình đảm bảo là mình không rò rỉ thông tin của khách. Nhưng mà bên cạnh đó, nó rò rỉ từ cái nguồn nào đó thì mình sẽ không có thể nào kiểm soát được hết. Nên tốt nhất là trước khi mà nhận và làm việc với khách hàng thì các bạn nên nói rõ những cái khoản này, nên nói rõ những khoản này. Và thường á, những người mà người ta, thí dụ như là nhà máy, nhà sản xuất á, mà người ta làm rò rỉ thông tin khách hàng á, thì hầu như chỉ với mục đích duy nhất chính là người ta muốn lấy cái mẫu mã đó đi chào hàng cho những người khác. Và sẽ thay vì cùng một mẻ cắt mà nhà này đặt 500 cái thì người ta có thể chào thêm 5 nhà, 10 nhà, mỗi nhà đặt 200, 300 nữa, thì một mẻ cắt như vậy người ta làm ra tới vài ngàn cái mà cùng một cái sản phẩm, cùng một cái mẫu thiết kế. Sau đó là đưa tới công đoạn may thì nó cũng cùng một cái công đoạn, cùng một cái kiểu may, hình thức may. Tóm chung là nó sẽ tiết kiệm rất là nhiều chi phí và đem lại lợi nhuận rất là cao. Nên là người ta tham, người ta bị đồng tiền che một mắt thì cũng bình thường thôi. Cái đó là cái chuyện hết sức bình thường. Nhưng mà quan trọng là khi mà mình ra làm nghề thì mình phải có tâm với nghề và mình phải xác định được cái đường dài, chứ không phải là có thể là hôm nay bạn cắt cho một cái khách này chỉ có 300 cái, lợi nhuận của bạn chỉ có 1 triệu và bạn nghĩ là bây giờ cắt thêm cho 5 khách nữa, mình cắt thêm cho 5 khách nữa, cái số tiền nó nhân lên 5 lần nữa thì mình có thể lời được 5 triệu, nó sẽ thích hơn. Nhưng mà vấn đề nếu như khách hàng phát hiện ra điều đó thì sẽ không có lần sau và lần sau nữa. Họ sẽ chắc chắn định ninh rằng họ sẽ bỏ bạn. Họ một là bắt đền, hai là họ sẽ khi mà khi mà bắt bạn đền bù rồi thì họ vẫn sẽ bỏ bạn nha. Họ vẫn sẽ bỏ bạn và không tin tưởng vào cái doanh nghiệp của bạn nữa, cũng như là không muốn hợp tác nữa. Cái đó là tâm lý chung của tất cả mọi người. Mà bạn cứ thử nghĩ đi, năm con người đó họ đều phát hiện ra là cái mẫu mã đó, mặc dù là bạn lấy bằng hay chào họ, nhưng mà họ phát hiện ra đều là những cái nhà cung cấp khác, những cái nhà bán hàng khác cũng vẫn có thiết kế đó để bán, thì họ còn tin tưởng vào cái cách làm việc của bạn nữa không? Mà khi mà họ tin tưởng thì họ sẽ quỷ. Thì cứ nghĩ xem, nếu như bạn làm ngày hôm nay một khách 300 cái, nhưng mà khách đó họ đặt niềm tin cho bạn, họ đặt cái kỳ vọng ở bạn, họ đặt niềm tin và họ tin tưởng lựa chọn doanh nghiệp, lựa chọn sử dụng dịch vụ của bạn, thì bạn nghĩ đi, ngày hôm nay có thể là 300 cái, 5 ngày sau có thể là họ đặt mai bạn 500 cái, 10 ngày sau có thể đặt mai bạn 1.000 cái, thì cái con số đó nó nhân lên theo ngày, theo giờ, theo ngày, theo tháng, theo năm, đó nó rất là cao. Còn hơn là việc bạn có thể làm ngay tức khắc 5 khách, 10 khách, nhưng mà họ phát hiện ra là bạn làm việc thiếu chuyên nghiệp và thiếu cái sự tôn trọng khách hàng, rò rỉ thông tin mẫu mã của khách thế này thế kia, thì họ sẽ ngưng hợp tác cũng như ngưng sử dụng dịch vụ của bạn. Bây giờ bạn có chào khách máy, mẫu mã bạn có đẹp, có hot khách máy thì họ cũng chả thèm lấy nữa, họ chả thèm mua hàng của bạn nữa, tại vì bạn không có cái đạo đức trong kinh doanh, thì tức là bạn đã mất một cái lượng lớn doanh thu rồi, đúng không? Cái đó là kiểu ứng với cái câu mà ăn chắc mặc bền á, tức là thà nó ít nhưng mà nó lâu dài và nó bền vững, còn hơn là bây giờ mình khoác ăn ngay ăn nhiều nhưng mà nó chỉ dừng lại ở cái mức độ đó thôi, nó chỉ dừng lại ở con số đó thôi mà nó không hơn được nữa đó. Thì cái vấn đề này á, mình cũng thấy khá là nhiều trong cái quá trình kinh doanh cũng như là làm việc với những nhà máy rồi. Tại vì trước khi mà mình tự mở ra một cái team cắt may, một cái khâu sản xuất, thì mình cũng từng đi lấy lại, nhập hàng lại từ trung gian, rồi từ
rồi chuyển qua cái giai đoạn là thuê một cái nhà sản xuất trung gian đó, hợp tác với một cái nhà sản xuất trung gian, rồi mới tiến đến việc là mình này có thể từ sản xuất có thể làm ra sản phẩm, có thể nhận đơn hàng lớn từ khách hàng. Và khi mà làm sản xuất qua trung gian, lúc lúc mình làm sản xuất qua trung gian, mình cũng gặp rất là nhiều cái trường hợp như thế này. Cái đó cũng tùy thuộc vào tư duy kinh doanh và cái đạo đức nghề nghiệp của người ta thôi. Nên là mình, ví dụ cái chuyện mà mình gặp phải nó cũng rất là bình thường và nó hiển nhiên là nó sẽ xảy ra, không nhiều thì cũng ít à, chứ không thể nào thoát khỏi, tại vì còn rất là nhiều người còn có cái tư duy nó lạc hậu như vậy, và tư duy nó ngắn như vậy, kiểu là thấy cái lợi trước mắt bị che mắt chứ không nghĩ về đường dài đâu. Nên là khi mà các bạn hiểu rõ được cái tính chất của công việc á, và cái những cái lợi ích mà nó đem lại trong quá trình kinh doanh á, đây là dành cho những cái nhà sản xuất nha, thì khi mà bạn hiểu rõ được cái điều đó, họ hiểu rõ được cái nguyên lý nguyên tắc làm việc, thì bạn sẽ dễ dàng nhận thức được đúng đắn hơn và sẽ không bị sa ngã, không bị đồng tiền che mờ mắt. Tiền mà ai cũng tham, nhưng mà quan trọng là bạn lấy được của người ta có thể là 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm, bạn chịu. Bây giờ bạn thích lấy của người ta trong vòng 1 tháng thôi, thích lấy tiền người ta trong vòng 1 tháng thôi, đó là một cái sự sai lầm lớn nhất mà những cái nhà sản xuất nên xem lại và nên suy nghĩ về vấn đề này ha. Tuy nhiên khi mà mình như mình đã chia sẻ đó, là trước đây khi mà mình làm hàng hợp tác với một cái đơn vị hợp tác với một cái đơn vị sản xuất khác á, thì mình cũng đã gặp cái trường hợp này rồi, và hiển nhiên chắc chắn điều rằng là mình sẽ không bao giờ hợp tác lại với cái đơn vị đó. Cũng giống như việc các bạn bán hàng vậy, bây giờ họ đặt mai họ cũng là một khách hàng để mua hàng của bạn, thì việc bạn bán hàng như vậy, bạn bán hàng mà bạn không đảm bảo được quyền lợi cho khách hàng thì họ đâu có mua. Bây giờ ở cửa hàng của bạn cũng bán mặt hàng như thế, ở một cửa hàng khác cũng bán mặt hàng như thế, cái mức giá đưa ra cũng như thế, thì bây giờ cái cạnh tranh nó nằm ở đâu, cái cạnh tranh nó nằm ở chỗ nào? Nó nằm ở những cái đãi ngộ mà mình dành cho khách hàng đó, những cái đãi ngộ và những cái gọi là bảo vệ quyền lợi của khách hàng, nó có sự vượt trội hơn, nó làm nó gây cho người ta cảm giác là thích hơn thật sự luôn, cũng không phải là cảm giác là thật sự luôn. Khi mà bạn mua hàng cùng một mức giá, cùng một cái chất lượng mà bạn lại được những cái đãi ngộ tốt hơn, được đảm bảo những cái quyền lợi đúng đắn, chính xác và tốt, thì đương nhiên bạn sẽ chọn những cái điểm như vậy để mà mua, chứ đâu khơi khơi mà mình chọn những cái kém hơn đâu, đúng không? Mỗi khi mà nhận một cái đơn hàng nào đó đặt mai á, thì thật sự là mình lúc mới đầu nha, ngày xưa thì mình chỉ cung cấp hàng sỉ số lượng này kia thôi, chứ cũng không có dám nhận đơn hàng đặt mai mẫu riêng của khách, tại vì thời điểm đó là mình còn mai qua trung gian quá nhiều, mình còn hợp tác với những cái nhà sản xuất khác quá nhiều đi, mình không làm chủ được cái gọi là cái năng suất làm việc của thợ nè, rồi không hiểu được về cái chất liệu vải vóc máy móc thế này thế kia, nên là thời điểm đó mình chưa hiểu, nên là mình rất là ngại cái việc nhận đơn hàng của khách. Sau này dần dần lâu rồi quen và hiểu rõ và bắt đầu mở ra việc tự sản xuất á, thì mới xác định được nhu cầu của khách hàng. Và những cái ngày đầu tiên khi mà mới nhận những cái đơn hàng mình đặt mai á, mình rất là run, rất là tâm lý, tại vì mình không có sợ là bị khách hàng bom, tại vì ai nói là hàng đặt sợ bom, đúng, đương nhiên khi mà bán hàng á, ai mà chả sợ bom hàng đúng không, nhưng mà không hẳn là như vậy, không hẳn là cái nỗi sợ của mình nằm ở đó, tại vì khi mà bom á, đôi khi mình vẫn có thể lấy cái sản phẩm đó mình làm hình ảnh xong rồi mình đăng bán cho những cái đối tượng khách nhỏ lẻ khác bình thường, nó chỉ là chậm hơn thôi chứ nó cũng không mất mát đi đâu hết. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ là khi mà nhận đơn hàng đặt mai lớn á, thì cái tâm lý của mình rất là
rất là dễ bị lung lay á, do là có những cái mẫu mã là mình phải hoàn toàn bảo mật thông tin khách hàng cũng như bảo mật thông tin về mẫu mã thiết kế hình ảnh này kia. Nhưng mà bây giờ như nãy mình nói là mình không, họ khách, ngay cả khách hàng họ cũng còn không khẳng định được là cái sản phẩm đó nó có thật sự là của riêng họ hay không, mà hay là nó còn xuất hiện trên nhiều nền tảng khác nữa. Trong trường hợp nó xuất hiện trên nhiều nền tảng khác nữa thì làm sao mình có thể kiểm soát được đó, nên là lúc đầu mới nhận những cái đơn hàng đặt mai mình rất là lo lắng. Nhưng mà đâu rồi nó cũng sẽ có cái phương hướng để chúng ta giải quyết. Bị đó, đúng bị chứng ngại tâm lý á. Tại vì thực sự nếu như mình làm đại làm đùa và làm một cái cách nó bình thường đó, nó đơn giản thôi, mình cung cấp hàng cho khách hàng thôi, mình chả cần quan tâm tới những thứ khác nữa, thì nó lại là một kiểu khác. Còn vấn đề mình quan tâm ở đây là mình cung cấp hàng cho khách sao cho khách cảm thấy hài lòng, vui vẻ, thứ nhất về số lượng, thứ nhất về chất lượng, thứ hai về số lượng và những hình thức khác. Thì mọi thứ khách hàng khi mà họ cảm thấy họ ưng ý, họ thích và họ cảm thấy là mua hàng ở cửa hàng này nó thoải mái thì họ mới tìm đến bạn lần thứ hai chứ không phải là một lần duy nhất. Nên là mình rất là chú trọng và rất là áp lực với cái vấn đề này. Chứ cái vấn đề mà mai sản phẩm ra như thế này như thế kia thì không sao hết. Bất quá mai sai mình sửa, không sửa được thì mai lại cái khác thôi. Còn những cái bị sai đó thì mình có thể sell off rẻ thật á. Tại vì khi mà mai hay nhỏ khách mà khách không ưng mình cũng trả giao, hoặc là khi giao rồi mà khách nói là chi tiết này thế kia nó không đúng, khách chưa ưng thì mình thu hồi hết, làm lại cho khách. Thì đó cũng là một cái cách mà mình giữ chân khách đó. Với lại như nãy đã nói rồi đó, bây giờ thí dụ như đơn hàng nó gặp vấn đề, mình không gửi đi và khách không nhận hàng á, mà vấn đề nó nằm ở khâu sản xuất của mình á, thì mình nên xem lại và mình phải khắc phục nó. Rồi bắt đầu là khách hàng họ thấy được cái sự làm việc chuyên nghiệp của mình, họ thấy được cái mặt nổi của cái doanh nghiệp này, thấy được doanh nghiệp này có quan tâm đến cái quyền lợi của khách hàng thế này thế kia, thì ngay sau đó họ sẽ trở lại lần thứ hai và họ sẽ tìm kiếm đúng những gì cửa hàng mình đang có để phục vụ cho cái nhu cầu của họ. Tức là khi mà mình làm được một việc gì tốt á, thì hầu như là nó là một cái hình ảnh đẹp và một cái gì đó nó ghi trong lòng người khác á. Nên là cái việc mà mình đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, trời ơi, tặng luôn. Cái việc mà mình đảm bảo quyền lợi cho khách hàng á, nó là một, nó được gọi là trách nhiệm của người bán hàng, nhưng nó cũng là một cái cách thức, một cái chiêu để mình có thể giữ được chân khách. Bây giờ thử đặt mình vào vị trí của khách hàng khi mà các bạn đi mua hàng, các bạn đi sử dụng dịch vụ, thì có phải là cái điều các bạn cảm thấy vui vẻ và thích thú nhất đó chính là việc quyền lợi của mình được đảm bảo, đúng không? Quyền lợi mình được đảm bảo, không mất ở đâu hết. Với lại á, những cái nhà máy cũng nên lưu ý, tức là không chỉ riêng về ngành thời trang may mặc đâu, mà tất cả những cái ngành khác, những cái ngành khác về mặt sản xuất, về mặt mà có ở bản thiết kế, có design mẫu này kia, thì các bạn nên lưu ý là đây, cái điều mà không làm rò rỉ thông tin của khách hàng cũng như là sản phẩm mà khách đặt á, thì nó là một cái điều hiển nhiên bất diệt ở trong cái luật kinh doanh rồi. Và nó hầu như là ở những cái bản hợp đồng về thiết kế, nó luôn hiện rõ thông tin ở trên đó, nó luôn hiện rõ những quyền lợi trên đó. Trong trường hợp là không, như nãy đã nói rồi đó, thí dụ bây giờ thay vì mình để nó xảy ra thì mình phải phòng tránh nó trước đi. Mà khi mà mình phòng tránh thì chắc chắn là mình chỉ có cách là giấy trắng mực đen rõ ràng thôi, sao mà cãi được nữa.
đúng không? À, cái đó cũng là một trong những cái cách mà mình quan tâm tới nhu cầu của khách vậy đó. Hôm giờ đó, mình có rất là nhiều những cái nội dung xoay quanh việc bán hàng hay là cả việc tuyển nhân sự, nói chung là rất là nhiều về sản phẩm. Thì đây có lẽ là một cái nội dung mà mình thấy là gần đây nhất, nói sâu về cái việc sản xuất và nói về sản phẩm, nhưng mà nó thiên về hướng là nói lên những cái quyền lợi cho người tiêu dùng cũng như là cho khách hàng. Và mình nghĩ những cái content như vậy cần có nhiều hơn nữa, như ở cái phiên live cách đây chắc cũng lâu rồi đó, cũng vài tháng, mình có nói về việc là các bạn đọc cuốn sách hãy giúp khách hàng mua, đừng cố gắng bán, hãy giúp khách hàng mua. Cái từ nó hơi dài, kiểu là nó lèo lưỡi, nó qua lại nên là hơi khó đọc xíu. Hãy cố gắng bán, đừng ép khách hàng mua. Đúng rồi, hãy giúp khách hàng mua, đại loại là mình phải phục vụ cái nhu cầu của khách, cái cuốn sách đó là hay, không biết là bữa có đưa lên cho mọi người chưa, nhưng mà thật sự là cái quyển sách đó rất là hay và nói rất là thực tế luôn nha, cũng như cái vấn đề mà hôm nay chúng ta nói vậy đó. Đừng cố gắng bán hay giúp khách hàng mua, đúng rồi, chính xác cái từ đó này, đừng cố gắng bán hay giúp khách hàng mua, đau lót không kém. Đại loại là trong cuốn sách đó nó sẽ nói về những cái nó rất là sát thực tế với cái việc chúng ta kinh doanh, cũng như là nó đưa ra những cái tình huống giả định mà khi mà mình đọc mình cảm thấy là nó không còn là trong sách nữa, hiểu không? Tức là sách nhưng mà nó không dùng những cái từ hoa mỹ hóa quá để nó mô tả câu chuyện hay là vấn đề, mà nó nói rất là sát sao với thực tế và nó đưa ra những cái trường hợp rất là thực tế, rất là gần gũi mà trong cái quá trình chúng ta kinh doanh á, chúng ta có thể đã gặp phải và sắp tới cũng có thể sẽ gặp phải nữa đó. Thì nó đưa ra những cái tình huống giả định rất là thực tế mà khi mà đọc chúng ta nghiệm lại, chúng ta sẽ thấy là mình từng trải qua cái trường hợp này rồi, mình từng bị như vậy rồi, như thế kia rồi đó. Thì bắt đầu là mình sẽ nghiệm lại. Đôi khi á, có những cái khoảng thời gian mà các bạn gặp phải vấn đề hay là trong khoảnh khắc nào đó các bạn gặp phải những cái sự cố, ngay cái lúc đó, ngay tại thời điểm đó có thể là mình sẽ không xử lý được đâu, mình hoàn toàn mình bị đơ á, bị ngơ ra luôn, hoặc là mình bị rối, thì mình sẽ xử lý nó theo một cái hướng nó không được, gọi là dùng từ gọi là gọn ghẽ đi, sẽ không được hợp lý, không được gọn gàng, không được gọn ghẽ, nó sẽ không có được tròn trịa như cái sự mong muốn của mình. Nhưng mà khi mà bạn dừng lại khoảng lặng nào đó, bạn bắt gặp lại, bạn nghiệm lại cái tình huống đó, thì bạn sẽ thấy là giá như thời điểm đó mình sẽ xử lý nó bằng cách này, bằng cách kia, như thế này, như thế kia, thì chắc có lẽ là nó sẽ mượt mà hơn, nó sẽ trọn vẹn hơn và nó sẽ hỗ trợ mình, nói chung là giải quyết được nhiều vấn đề hơn. Đó, thì cái kiểu trong kinh doanh là bất di bất diệt, luôn luôn gặp phải những cái tình huống như vậy, hầu như không thể nào mà không đụng tới hết á, các bạn sẽ luôn gặp phải những tình huống đại loại như vậy. Và nó nằm không chỉ ở mạng khách hàng đâu nha, những cái tình huống mà xảy ra trong kinh doanh nó không hề đến từ vị trí khách hàng, không hoàn toàn nha, không hoàn toàn là chỉ đến từ vị trí khách hàng, mà nó đến từ nhiều những cái vị trí khác nữa, đến từ nhiều những vị trí khác nữa, đó là đơn vị mà họ hợp tác cùng bạn, đơn vị mà họ hợp tác cùng bạn nè, rồi trong việc quản lý nhân sự nè, nhân viên nè, rồi những cái cộng sự của bạn, tóm chung là mọi thứ trong kinh doanh nó là một cái mớ gọi là nó hỗn loạn, nhưng mà mình phải sắp xếp nó và mình phải confirm được nó, mình phải confirm được nó, mình nắm rõ nó để mình giải quyết nó, thì nó mới trơn tru được, nó mới hoàn hảo được. Hoàn hảo thì không hẳn, nhưng mà nó sẽ mất mát hơn, nó sẽ kiểu là tròn trịa vừa vặn hơn đó. Thì các bạn có thấy là đối với việc mà bị rò rỉ thông tin á, hầu như là
không chỉ riêng ngành may mặc mà trong tất cả những cái ngành nghề khác. Nếu thiên về cái hướng là kinh doanh phát triển á, thì công ty đại loại như những cái công ty thí dụ như về địa chất hoặc là về thương mại điện tử thì hầu như họ cũng rất là sợ cái vấn đề này. Không chỉ là ngành may mặc thời trang và sản phẩm là quần áo không đâu, ví dụ như là ngành may mặc thì nó còn có túi xách nè, còn có giày nè, rồi về những cái ngành khác, về những cái mảng khác, ví dụ như là về địa chất, về bất động sản á, thì có những cái nhà đầu tư và có những cái doanh nghiệp về bất động sản lớn, họ có những cái thiết kế về chung cư hay là về những cái khu dân cư này kia á, nó cũng là một cái bản thiết kế, và những cái thông tin đó khi mà bị rò rỉ ra thì nó lại làm một gây nên một cái tổn thất rất là lớn luôn, chứ không đơn giản cái việc là mình bị mất mẫu thì mình sẽ bán chậm hơn những người khác, hoặc là mình sẽ không có chạy cái sản phẩm đó được nữa, không tạo nên sự cái biện riêng cho mình được nữa, có thể là nó sẽ khiến cho mình bị hao hụt, nó sẽ khiến cho mình bị ảnh hưởng đến cái thu nhập, cái kinh tế, nhưng mà nó cũng chưa bằng cái sức ảnh hưởng của một doanh nghiệp về ở địa chất hay là về những cái ngành thời trang thương hiệu này kia đâu. Nó rất là, nói chung nó rất là ảnh hưởng và nó gây lại cái, nó gây nên cái hậu quả rất là lớn, nên là hầu như á, để tuy là bây giờ có thể các bạn mới là kinh doanh nhỏ nhỏ thôi với hình thức là sản xuất qua trung gian thôi, thì các bạn nói có thể nó bị rồi mình xử lý tình huống nó cũng được, nhưng mà tốt nhất thì hãy phòng tránh nó trước khi nó xảy ra, phòng tránh nó trước khi nó xảy ra, tại vì hiển nhiên một điều là khi nó xảy ra thì nó đã đem lại cho mình cái tổn thất rồi, đem lại cho mình cái tổn thất và những cái điều không đáng phải có rồi, đúng không? Nên là tốt nhất là mình phòng tránh nó trước đã, và cái việc phòng tránh nó thì nó đơn giản hơn là cái việc giải quyết nó, tại vì mình nếu mình phòng tránh nó, cái cách thức nó cũng sẽ nhẹ nhàng, đơn giản hơn, và mình cũng đang trong một cái tâm thế và một cái cảm xúc nó khác đi. Còn cái việc mà mình giải quyết nó thì khi nó đã gặp sự cố rồi, mình sẽ giải quyết nó trong cái tâm thế là mình bị rối, mình bị bực nhọc nè, và mình bị, nói chung là mình bị tác động ảnh hưởng tâm lý rất là nhiều, nên là đôi khi cái mình đưa ra những cái hướng giải quyết nó cũng không có được thỏa đáng, nó cũng không được chính xác. Nên cứ đưa vào cái phòng tránh là tốt nhất, phòng tránh bằng việc giấy trắng mực đen rõ ràng là tốt nhất. Cái việc mình đưa mẫu đi mai thì trước đây mình gặp nhiều lần những cái trường hợp như cái nội dung nãy giờ chia sẻ, cái vấn đề như nãy giờ mình chia sẻ, nên là sau khi mà mình bắt đầu sản xuất và nhận những cái đơn hàng đặt mai độc quyền của khách thì mình đã hiểu quá rõ về những cái thiệt hại mà nó sẽ xảy ra nếu như gặp phải những trường hợp như vậy, mà mình hiểu rõ về nó, mình biết chắc chắn về nó và mình hiểu được cái nguyên lý hoạt động của nó, thì không có cái lý nào mình lại dấn thân vào mà mình làm sai tiếp tục lại không được nó hết, đúng không? Tại vì khi mà nó sai thì nó cũng đem lại thiệt hại cho chính mình nữa, chứ nó đâu phải là thiệt hại cho người khác không đâu. Nên hiển nhiên mình sẽ không làm như vậy. Nên là các bạn cứ yên tâm, nếu như mà bạn nào đang có ý định muốn kinh doanh cửa hàng thời trang hay là tạo cho mình một cái local brand riêng ở trên những nền tảng mạng xã hội á, mà muốn đặt mai những cái mẫu thiết kế riêng biệt á, thì các bạn cứ yên tâm mà liên hệ với Sửa Mai Hà Phương gửi mẫu và thực hiện sản xuất. Có thể là về những cái mảng như là chất liệu hay là về cái khâu sản xuất và đường kim mũi chỉ thế này thế kia á, có thể mình sẽ không dám tự tin khẳng định là mình là đẹp nhất, mình là hoàn hảo nhất, nhưng mà chắc chắn là mình sẽ làm tốt nhất trong cái khả năng của mình, và đương nhiên trong khả năng của mình, nhưng mà phải đem tới sự hài lòng cho khách. Còn đối với cái mảng mà đảm bảo quyền lợi khách hàng và đảm bảo những cái thông tin, những cái quyền lợi cho khách và không làm ảnh hưởng tới khách hàng á, thì chắc chắn là bên mình luôn luôn đảm bảo rằng thực hiện đúng những cái điều đó để không phải gặp những cái trường hợp đáng tiếc xảy ra, tại vì mình đã là người trải qua cái quá trình đó rồi,
và đã gặp những cái vấn đề tương tự như vậy rồi, thì mình hiểu rất rõ những cái hệ lụy mà nó đem tới, nên là mình sẽ không có bất cứ một hành động gì để khiến khách hàng mình cũng phải rơi vào tình trạng tương tự, và bản thân mình cũng bị mất mát tương tự như vậy. Có ai thấy Dũng Bùng mà nhảy xuống đâu bao giờ đúng không? Nên là nếu như những cái bạn nào mà có cơ hội, ý như là mình có cơ hội được đưa cái live này, hay là mình sẽ làm lại những cái video nói về những nội dung này á, thì nếu như mà các bạn nào đang có cái mong muốn kinh doanh á, mà muốn tìm kiếm nguồn sản xuất á, có ý định là sẽ nhắn tin cho bên mình, thì các bạn cứ mạnh dạn nha, cứ mạnh dạn nha, chắc chắn là những cái gì mà mình nói thì chắc chắn sẽ được đưa vào thực hiện. Và đúng như vậy, đơn giản là khi mà khách hàng đặt hàng mình đó, mình cũng mong muốn là sẽ làm hợp đồng hẳn hoi cho khách, để khách dễ dàng kiểu là đặt lòng tin hơn, và khách sẽ kiểu có một cái tâm lý thoải mái, bình yên hơn khi mà hợp tác cùng với bên mình. Tại vì chắc chắn những khách hàng mà mới á, một vài đơn hàng đầu tiên á, chắc chắn khi mà đặt với một cái mẫu mã riêng, một cái số lượng lớn á, thì đồng tiền mà, chắc chắn người ta sẽ lo lắng và người ta sẽ có những cái sợ hãi riêng. Chứ bây giờ bỏ tiền ra kinh doanh mà nói không sợ, không lo gì hết thì cũng không đúng, đúng không? Chắc chắn người ta sẽ lo lắng và người ta sẽ kiểu là hơi trông trên một xíu. Nên là mình luôn muốn thực hiện cái gì đó, những cái điều mà nó rõ ràng hẳn hoi trên hợp đồng, để cho khách yên tâm hơn và khách sẽ thoải mái hơn khi làm việc. Mà trước giờ rất là nhiều trường hợp là mình đề nghị với khách làm hợp đồng, khi mà đặt mẫu thì chính khách lại là người từ chối, không cần thiết. Khách cứ nói không cần thiết. Tại vì có thể là người ta đã tìm hiểu và người ta hiểu rõ cái phương thức làm việc của mình, người ta có thể đặt niềm tin. Với thực sự nếu như mà làm như vậy, như nãy mình nói rồi đó, nó không bền và nó không đem lại một cái lợi ích gì hết á, nên là làm gì cho mất công, đúng không? Cái lợi ích đầu tiên mà mình có được chắc là sẽ nhân đôi cái lợi nhuận lên, có được nhiều lợi nhuận hơn, nhưng mà thay vì bạn có được nó trong vòng một khoảng thời gian khá là dài, thì tự nhiên làm như vậy thì mình chỉ lấy được lần đầu tiên thôi, mình đâu có những cái lần sau nữa đâu. Bán hàng thì phải đặt lợi ích của khách hàng lên trên hết. Đôi khi trong những trường hợp á, mà mình có xem được một cái phiên live ở trên một cái nền tảng khác ha, là các bạn đó bạn live stream bán hàng, nhưng mà bạn khách vào comment cái gì đó, tóm chung là comment một cái nội dung gì đó mà bạn không ưng ý, thì bạn lập tức là phản kháng lại và mắng khách. Nhưng mà trước đó thì bạn có những cái chia sẻ là luôn mong muốn là phục vụ khách một cách tốt nhất, luôn mong muốn là sẽ đảm bảo quyền lợi cho khách thế này thế kia, xong rồi khi mà bạn phản bác lại khách hàng một cách quá gay gắt, một cách quá thái quá, thì khách lại nói gì mà nói đặt cái quyền lợi của khách hàng lên thế này thế kia. Thôi xong cái trường hợp đó rất là mắc cười, đúng không? Vừa nói là đảm bảo, vừa nói là đặt khách hàng lên trên mà lại mắng khách. Nhưng mà có một vài trường hợp khách cũng không hoàn toàn đúng đâu. Khách cũng không hoàn toàn đúng đâu. Tại vì đôi khi những cái yêu cầu nó quá vô lý, hay là tại những cái điều nó đi quá cái giới hạn cho phép, mà làm cho cái con thú trong người ta nó bộc phát, thì đương nhiên người ta sẽ phản kháng lại rồi. Nhưng mà là một người bán hàng thì mình nên phản kháng lại với khách hàng, cho dù là phản kháng lại thì mình cũng phải phản kháng một cái mức độ nó vừa vặn và nó trong cái phạm vi thôi, chứ nó cũng không thể nào thái quá là như vậy. Tại vì người ta nói là tiếng lành thì đồn gần, nhưng mà tiếng xấu đồn xa. Ví dụ một lần mà bạn làm cho khách hàng họ không ý, mặc dù là bạn chẳng có lỗi gì hết, khách là người khiến cho mọi việc nó đi quá sai vậy trước, nhưng mà chỉ cần bạn có một cái sự phản kháng quá mạnh mẽ lại khiến khách hàng không hài lòng, thì hiển nhiên nó sẽ là một cái tì để cho họ kéo cái sự nghiệp của bạn đi xuống đó. Họ sẽ không lên, họ sẽ đồn ngồi tiếng lành người ta đồn gần lắm, mà tiếng xấu là đồn phát xa tích, đồn phát không đỡ hết kịp luôn đó. Thì cái nội dung hôm nay nó tương đối là cũng đơn giản và nó cũng rất là thực tế, nó không có
Tóm chung là mình có cách giải quyết và mình cũng có cái hướng phòng tránh, chỉ cần các bạn lưu ý và hiểu rõ vấn đề, lưu ý nó và thực hiện nó theo từng bước trình tự thì chắc chắn là các bạn sẽ hạn chế được và khắc phục được thôi, chứ nó không có quá khó khăn gì đâu. Và mình cũng đang chia sẻ với các bạn những cái kinh nghiệm thực tế từ việc mình đã trải nghiệm nó, mình đã gặp phải những trường hợp như vậy mà mình rút kết ra, thì chắc chắn là các bạn sẽ vận dụng được cho cái công việc của các bạn sắp tới nếu như các bạn kinh doanh, và nhất là kinh doanh cái mặt hàng thời trang theo cái hướng như vậy đó. Hoặc là trong một số trường hợp nếu như mà các bạn chưa có muốn thực hiện làm sản xuất những cái mẫu mã riêng biệt thì các bạn cũng có thể nhập hàng, tại vì nhập hàng là một cái phương pháp nó tối ưu đầu tiên cho chúng ta trong cái khoảng thời gian đầu kinh doanh, nó tối ưu về đồng vốn và nó tối ưu về công sức nhân sự các thứ. Nói chung là nhập hàng là một cái chữa cháy rất là tốt trong khoảng thời gian đầu, nên các bạn cũng có thể tham khảo. Thì bây giờ đã hỗ trợ các bạn về mặt là quyền lợi khách hàng khi mà muốn đặt mai mẫu rồi, thì đương nhiên mình sẽ cũng hỗ trợ luôn cho các bạn những muốn nhập hàng trực tiếp, muốn nhập hàng sẵn. Thì đương nhiên là cửa hàng của mình thì có rất là đa dạng mẫu mã, về đặc biệt là về áo thì mình chuyên về áo, nhưng mà bên cạnh đó mình cũng có đầm váy, set và ở chân váy, quần nữa, rất là đa dạng sản phẩm. Nếu như các bạn cần thiết thì có thể tham khảo, hoặc là có một cái link 500 nguồn hàng uy tín và chất lượng mình gắn ở dưới phần mô tả phía dưới đây, thì các bạn có thể click vào link để xem thử. Biết đâu đó là sẽ có những cái nguồn hàng mà bạn đang cần, thì nó hoàn toàn miễn phí, không mất bất kỳ một chi phí nào hết, nên là các bạn cứ click vào xem thử và ủng hộ mình nha. Và nếu như thấy những nội dung mình chia sẻ nó bổ ích, nó thiết thực thì hãy nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video nhiều hơn nữa. Chia sẻ những cái video mà mình update lên đó các bạn xem, xong rồi cho mình xin một chia sẻ để mình có thêm động lực để tiếp tục tìm kiếm những cái nội dung, những cái content khác để chia sẻ với mọi người. Bữa nay là giữa tuần ha. Ủa nay 20 mấy tay à? 20 tay. Phần hết tháng rồi. Em chúc mọi người chuẩn bị sang tháng mới sẽ tràn đầy năng lượng và làm việc thật tốt nha. Bây giờ thì mình offline. Bye bye mọi người.